Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân xã Hùng An, huyện Kim Động và chúng tôi trích dẫn công văn trả lời đơn thư công dân của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, Viện Kiểm soát nhân dân huyện Yên Mỹ, Tòa án nhân dân tỉnh. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân phản ánh về việc bà trưởng thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động đã tự ý bán đất nghĩa trang cho người dân. Theo dấu thư bạn xem truyền hình, phóng viên đã về xác minh thực tế tại địa phương và có phản ánh sau. Tại thực địa, nơi công dân phản ánh hiện là khu vực nghĩa trang vô danh thuộc địa phận thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động. Cùng làm việc với phóng viên có ông Bùi Đức An, công chức địa chính xã Hùng An và bà Phạm Thị Nguyệt, trưởng thôn Phương Tòng. Qua trao đổi với phóng viên, bà Nguyệt cho biết gia đình bà Quyên, người thôn Phương Tòng hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, có công đức cho thôn 80 triệu đồng để xây tường bao, vượt đất khu vực nghĩa trang vô danh và gia đình bà Quyên có xin xây quay một phần diện tích đất để cuối năm bốc mộ cho bố. Sau khi gia đình bà Quyên xây quay tường bao diện tích khoảng 58m² thành một khu riêng, nhân dân có ý kiến đến các cấp có thẩm quyền. Bà Nguyệt, trưởng thôn Phương Tòng cho biết, ngày 13 tháng 9 năm 2013, gia đình bà Quyên và cơ sở thôn đã tiến hành tự tháo dỡ công trình tường bao, trả lại đất nghĩa trang như hình ảnh phóng viên ghi hình ngày 11 tháng 10 năm 2013. Và đến ngày 13 tháng 10, khu vực xây quay, vượt lấp cũng đã được cơ sở thôn san bằng phẳng mặt nền. Nghĩa trang vô danh của các nơi chuyển về rất là sâu trũng và rất là ô nhiễm, bẩn thỉu. Cháu Quyên ở trong miền Nam về thì cháu cũng xin bác mới cả địa phương là để cho vợ chồng cháu sẽ đổ đất và xây tường chung quanh để bao vào cho các cụ cho đỡ khổ. Bản thân tôi cũng họp báo cáo với chi bộ, rồi báo cáo với quân dân chính mở rộng, rồi các ban ngành đoàn thể địa phương và cấp ủy, chúng tôi cũng đã thống nhất được thì cho cháu ủng hộ các cái số đất đó. Thì sau khi cháu được làm cái đổ đất vào và xây tường thì cháu cũng gia đình cũng có một ý là nguyện vọng là cuối năm là tắm mát cho bố cháu, thì cháu cũng xin một phần đất nhỏ nhỏ để cháu đưa bố cháu vào đấy. Gia đình cũng lại làm nó quá rộng một tí, thế cho nên là nhân dân là cũng không đồng tình. Cho biết về nguồn gốc khu vực đất công dân phản ánh, ông Bùi Đức An, công chức địa chính xã Hùng An cho biết. Về vị trí mà công dân có đơn phản ánh với đài truyền hình thì là khu vực nghĩa trang của thôn Phương Tòng. Theo hồ sơ quản lý các thời kỳ và đến nay là vẫn là khu vực nghĩa trang. Và nghĩa trang thì theo tập quán và theo bản hồ sơ là nghĩa trang vô danh. Sau khi nhận được ý kiến công dân phản ánh về việc bà trưởng thôn Phương Tòng bán 58m² đất cho bà Quyên là không đúng quy định của pháp luật, ngày 27 tháng 9 năm 2013, Ủy ban Nhân dân xã Hùng An đã ban hành báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động về kết quả giải quyết ý kiến của công dân. Ủy ban Nhân dân xã Hùng An cũng đã làm việc với bà Phạm Thị Nguyệt, trưởng thôn và yêu cầu rút kinh nghiệm, không được để bất cứ sự việc nào tương tự phát sinh. Yêu cầu cơ sở thôn Phương Tòng, bà Nguyệt trưởng thôn quản lý chặt chẽ các khu vực nghĩa trang trong thôn, nếu phát hiện vi phạm báo cáo Ủy ban Nhân dân xã kịp thời giải quyết, tránh ý kiến đề nghị trong nhân dân. Khi nhận được cái ý kiến phản ánh của công dân thì ủy ban chúng tôi đã tiến hành đề nghị là công chức chuyên môn của các thôn là tiến hành xuống để kiểm tra và giải tỏa trực tiếp các cái công trình là vi phạm, và hiện nay thì cơ bản chúng tôi đã giải tỏa xong. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình có nhận được công văn của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi báo cáo về việc trả lời đơn thư của công dân Nguyễn Hữu Chính, thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Thi hành bản án số 03 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đơn vị yêu cầu thi hành án của ông Nguyễn Hữu Vĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án. Người phải thi hành là ông Nguyễn Hữu Chính, thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Ngày 14 tháng 9 năm 2023,
Chi cục thi hành án dân sự huyện Ân Thi phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện xã tổ chức cưỡng chế thi hành án buộc ông Chính phải di rời các tài sản để trả lại mặt bằng cho ông Nguyễn Hữu Vĩ. Như vậy, bản án đã được tổ chức thi hành xong và đúng theo quy định của pháp luật. Việc ông Nguyễn Hữu Chính làm đơn trình báo có nội dung căn cứ thông báo số 52 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ân Thi về việc đã thi hành án xong và thông báo các cơ quan có thẩm quyền về nội dung này. Chi cục đã trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cung cấp ngày 31 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ân Thi đã ban hành báo tin số 52 gửi cho ông Nguyễn Hữu Quý, địa chỉ thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi về việc đã nhận được đơn đề nghị của ông Quý, bà Đền và chuyển đơn của ông bà đến chi cục giải quyết theo thẩm quyền. Như vậy, việc ông Chính căn cứ thông báo số 52 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ân Thi là không có cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình có nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Quyết Chiến, địa chỉ thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn khiếu nại văn bản số 23 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Yên Mỹ. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Yên Mỹ và nhận được công văn trả lời như sau. Nội dung ông Nguyễn Quyết Chiến và ông Trần Quốc Trịnh khiếu nại văn bản số 23 ngày 25 tháng 8 năm 2023 thông báo về việc xử lý đơn của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Mỹ. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Mỹ đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên. Theo nội dung đơn ghi ngày 14 tháng 9 năm 2023 và tại buổi làm việc ghi nhận ý kiến của người tố cáo, ngày 12 tháng 10 năm 2023, ông Trần Quốc Trịnh là người được ông Nguyễn Quyết Chiến ủy quyền tham gia giải quyết đơn, tiếp tục khẳng định các ông chỉ tố cáo ông Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã bỏ lọt tội phạm và làm sai lệch hồ sơ đối với vụ việc Lê Quang Tạo có hành vi đánh gây thương tích cho ông Nguyễn Quyết Chiến. Xét thấy, việc ông Nguyễn Quyết Chiến tố cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ là thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên. Do đó, ngày 25 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Mỹ đã chuyển đơn của ông Chiến đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo thẩm quyền là đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình có nhận được đơn thư của công dân Vũ Như Anh hiện đang sinh sống tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư tố cáo cán bộ tòa án không tuyên hủy quyết định hành chính trái pháp luật, nhiều lần không tiếp nhận và trả lại đơn khởi kiện. Ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên và nhận được ý kiến trả lời như sau. Vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa người khởi kiện là ông Vũ Như Anh và người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, được Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên thụ lý vụ án hành chính số 08 năm 2022 ngày 5 tháng 7 năm 2022. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 07 năm 2022. Sau đó, ông Vũ Như Anh có đơn kháng cáo và ngày 23 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành quyết định hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm số 65 năm 2023. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thụ lý vụ án hành chính số 13 năm 2023 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa người khởi kiện là ông Vũ Như Anh và người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Tòa Nhân dân tỉnh Hưng Yên đang giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình có nhận được đơn thư của công dân Đỗ Đức Nghiêm, thường trú tại thôn Đồng Kết, xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn thư đề nghị xin hưởng lại chế độ trợ cấp mất sức lao động. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Bảo hiểm xã hội huyện Khoái Châu và nhận được ý kiến trả lời như sau. Theo phân cấp về chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, việc giải quyết và lưu trữ hồ sơ của các đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động, thì nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến.
Đơn thư công dân Nguyễn Văn Đạt, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Nguyễn Đức Thụy, xã Đại Hưng, huyện Khói Châu. Đơn thư công dân Trần Thị Tuyết, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Trịnh Thị Nhương, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Vũ Mạnh Giáp, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Ngọc Quý, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Đơn thư công dân Trần Văn Tình, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân Hoàng Đức Trung, huyện Tiên Lữ. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.